Bây giờ thì là đúng 4 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2018 và tôi chủ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin giới thiệu với quý vị và anh Như Lý ở Cát Trù và anh đã vào ký duyệt một chiếc sập thờ chân 22 bằng gỗ Mita và chiếc sập thờ anh đặt theo ý của anh rất là dày dặn đây và anh đang ký này và anh ký những chỗ nào mà không đánh giấy giáp đến nhá. Và chiếc thập này là chân 22 và có kích thước là 1m97 và rộng 1m07 và dài 1m97 và cao 1m17 và bằng gỗ Mita anh đặt rất là dày dặn mẫu đục tứ linh cân. Và đó là chủ nhân này là anh Như Lý ở Cát Trù. Chi tiết đây. Quay từng chi tiết này quý vị xem. Rất là nét. Đấy, những chạm khắc rất là kỹ càng và được người tuyển chọn cho anh một bộ sập bằng gỗ Mita này là rất là lầy là lành lặn không có sâu xia gì hết cả. Đấy. Rất là đẹp. Không tì vết luôn. Và tất nhiên nó có đôi chút mắt ở những mặt trái mặt khuất bởi vì gỗ mít thì nó không thể tránh được. Nhưng mà như thế này là quá là đều màu. Mita là như thế này là quá đẹp rồi. Anh rất ưng ý rồi đúng không? Và đấy anh ký hết vào các chỗ. Và đây là hình ảnh của anh Như Lý ở Cát Trù đây và anh đã ký duyệt với chiếc sập thờ bằng gỗ Mita chân 22 và anh đặt theo ý của anh là kích thước rất dày dặn. Rất là dạng lục lõi trần lõi luôn, không tì vết luôn. Tất nhiên người ta ngọc còn có vết thì là không thể tránh được 100% đâu, nhưng mà đồ gỗ như thế này gọi là không tì vết luôn. Đó, và anh đã ký nhận xong và thế là đúng 10 ngày mùng 4 à hả, đúng mùng 4 tháng 12 và đã bàn giao thì chúng tôi sẽ bàn giao cho anh đúng hẹn luôn. Và đấy, nói chung là chọn rất là kỹ đấy anh. Mít mà như này là kỹ rồi. Và rất cảm ơn anh Như Lý nhá. Và đã tin tưởng và đã dùng đồ của đồ gỗ Tùng Tám chúng tôi. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc anh sắp sang năm mới và có một bàn thờ mới thì làm ăn rất là phát đạt. Mọi sự sẽ là như ý mà. Xin cảm ơn anh. Xin hẹn quý vị clip sau nhé. Vâng, xin chào.